Hân hoan chào đón các em học sinh lớp 1. Hôm nay, cô lại đồng hành tiếp cùng với các em qua bài học vần 100, Win, Win. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Bây giờ, cô và các em cùng bước vào tiết học. Các em quan sát lên màn hình và cho cô biết. Tranh vẽ gì nào? À, tranh vẽ hoa đào nở đỏ rực và đàn chim én đang hót líu lo trên cành. Đây cũng là điềm báo khi mùa xuân đến đấy các em. Và sau đây, cô có từ mùa xuân. Trong từ mùa xuân, những tiếng nào các em đã học rồi? Tiếng mùa ta đã học rồi, vậy tiếng xuân là tiếng có mang vần mới hôm nay. Cô sẽ giới thiệu đến với các em. Trong tiếng xuân, âm nào ta đã học? À, âm sờ ta đã học, vậy vần uân là vần mới hôm nay cô sẽ giới thiệu đến với các em. Các em chú ý lên màn hình và nghe cô phân tích vần uân nhé. Vần uân của cô gồm âm u đứng trước, vần ân đứng sau. Cô đánh vần u ớ nờ uân uân. Sờ uân xuân xuân. Cô mời một bạn phân tích cho cô tiếng xuân. Tiếng xuân gồm âm sờ đứng trước, vần uân đứng sau. Cô mời một bạn đọc lại cho cô tiếng xuân. Sờ uân xuân xuân. Vậy bạn nào có thể nói cho cô biết tiếng xuân có trong từ nào? Tiếng xuân có trong từ mùa xuân. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô. Mùa xuân. Cô mời các bạn đọc lại vần uân. U ớ nờ uân. Sờ uân xuân. Mùa xuân. Uân xuân. Mùa xuân. Và vần thứ hai, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đó là vần gì? Các con cùng quan sát. Đây là vần gì vậy con? À, đây là vần yên. Vần yên ta đã học rồi. Nếu cô thêm âm điểm u đứng trước vần yên, cô sẽ được vần mới gì? À, cô sẽ được vần mới đó là vần uyên. Các em nghe cô phân tích vần uyên. Vần uyên của cô gồm âm u đứng trước, vần yên đứng sau. Cô đánh vần u i e n uyên uyên. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô. U i e n uyên uyên. Có vần uyên rồi, cô thêm âm chờ và thanh huyền, cô sẽ được tiếng mới gì? À, cô sẽ được tiếng mới đó là tiếng chuyền. Cô đánh vần chờ uyên chuyên quyền chuyền chuyền. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô. Chờ uyên chuyên quyền chuyền chuyền. Các em cùng quan sát. Các bạn đang làm gì? À, các bạn đang chơi bóng chuyền. Bóng chuyền là một môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, giúp cho các con phát triển về chiều cao. Và người ta thường sử dụng đôi bàn tay khi chơi đấy các con. Và sau đây, cô có từ bóng chuyền. Trong từ bóng chuyền, tiếng nào có chứa vần uyên vậy các con? À, tiếng chuyền có chứa vần uyên hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời các em đọc lại. Bóng chuyền. Cô mời các em đọc lại cả bài. U i e n uyên. Chờ uyên chuyên quyền chuyền. Bóng chuyền. Uyên chuyền. Bóng chuyền. Để ghi nhớ tốt hơn, các con cùng cô đọc lại hai vần này. Các con lưu ý, khi đọc hai vần này đều có âm u đứng đầu. Khi ta đọc, các con nhớ phải tròn môi để đọc cho thật chính xác. Sau đây, các con hãy cùng đọc lại. U ớ nờ uân. Sờ uân xuân. Mùa xuân. U i e nờ uyên. Chờ uyên chuyên quyền chuyền. Bóng chuyền. Uân xuân
Mùa xuân. Uyên, truyền, bóng, truyền. Cô mời các con đọc lại một lần nữa. Cô cảm ơn các con. Sau đây, cô và các con cùng bước vào phần luyện đọc từ ứng dụng nhé. Các con cùng quan sát và cho cô biết đây là gì? À, đây chính là huân chương đấy các con. Huân chương là một vật làm bằng kim loại, một đặc phẩm đặc biệt do nhà nước Việt Nam đặt ra để trao tặng cho các tập thể cá nhân có thành tích giải nhất, giải nhì và giải ba đấy các con. Cô giới thiệu với các con từ mới, đó là từ huân chương. Trong từ huân chương, những tiếng nào có mang vần mới hôm nay ta vừa học? À, đó là tiếng huân. Tiếng huân có chứa vần uân hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời một bạn đánh vần lại giúp cô tiếng huân. Hờ, uân, huân, huân, chương. Cô mời một bạn đọc lại. Huân, chương. Và tiếp theo, các con cùng quan sát tiếp. Các con hãy nói cho cô biết đây là gì? À, đây chính là tờ lịch ghi các ngày từ thứ hai cho đến chủ nhật, gồm có 7 ngày, người ta còn gọi đây là một tuần lễ đấy các con. Và cô có từ tuần lễ. Trong từ tuần lễ, các con hãy nói cho cô biết những tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta vừa học. À, đó chính là tiếng tuần. Tiếng tuần có mang vần uân hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô. Tờ, uân, tuân, quyền, tuần, tuần, lễ. Tiếp tục, chúng ta cùng qua từ thứ ba nhé. Chim, khuyên. Trong từ chim khuyên, những tiếng nào có mang vần mới hôm nay chúng ta vừa học? À, đó là tiếng khuyên. Tiếng khuyên có mang vần uyên hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời một bạn đánh vần lại cho cô tiếng khuyên. Khờ, uyên, quyên, chim, quyên. Cô mời một bạn đọc lại. Chim, quyên. Vậy bạn nào có thể cho cô biết chim khuyên là loài chim như thế nào? À, chim khuyên là loài chim rất là nhỏ bé. Tuy chúng nhỏ bé nhưng chúng có một giọng hót rất là hay. Và từ cuối cùng cô muốn giới thiệu đến với các con, đó là từ kể chuyện. Trong từ kể chuyện, tiếng nào có mang vần mới hôm nay chúng ta vừa học? À, đó là tiếng chuyện. Tiếng chuyện có mang vần uyên hôm nay chúng ta vừa học. Cô mời một bạn đọc lại giúp cô tiếng chuyện. Chờ, uyên, chuyên, nặng, chuyện. Kể chuyện. Vậy kể chuyện là một hoạt động như thế nào? Chúng ta cùng quan sát tranh. Kể chuyện là một hoạt động dùng lời nói để kể một chuỗi sự việc có đầu có đuôi, liên quan đến một hay nhiều nhân vật trong câu chuyện đó, và câu chuyện đó phải có nghĩa. Vậy là cô và các con vừa tìm hiểu xong 4 từ ứng dụng. Cô mời các con đọc lại. Huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện. Để khắc sâu thêm, các con hãy đọc lại cả bài nào. Uân, xuân, mùa xuân, uyên, truyền, bóng truyền. Huân chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện. Các con đọc lại một lần nữa. Sau đây, cô và các con cùng bước vào phần luyện đọc câu ứng dụng nhé. Cô có một bức tranh, các con quan sát và cho cô biết tranh vẽ gì nào? À, bức tranh vẽ về chim én đấy các con.
Khi chim én bay lượn trên bầu trời cũng là lúc mùa xuân đã đến đấy các con ạ. Qua bức tranh này, cô có bốn dòng thơ sau thể hiện về nội dung của bức tranh. Các con hãy lắng nghe cô đọc nhé. Chim én bận đi đâu? Hôm nay về mở hội, lượn bay như dẫn lối, rủ mùa xuân cùng về. Cô mời các con đọc thầm và tìm tiếng man vần các con vừa học. Cảm ơn các con. Cô thấy các con đọc rất là tập trung. Vậy bạn nào cho cô biết tiếng nào trong bài thơ này mang vần hôm nay các con vừa học? À, đó là tiếng xuân. Tiếng xuân có mang vần uân hôm nay các con vừa học. Các con lưu ý đối với đoạn thơ ứng dụng. Ở mỗi dòng thơ, các con nhớ ngắt hơi. Và đối với dòng cuối cùng, các con phải nghỉ hơi ở sau dấu chấm nhé các con. Cô và các con vừa luyện đọc và tìm hiểu xong đoạn thơ ứng dụng. Tiếp theo, các con sẽ được cô hướng dẫn luyện viết hai vần này vào vở tập viết nhé. Cô có một phiếu bài tập dành cho các con để các con ôn lại kiến thức bài học ngày hôm nay. Bài thứ nhất, cô yêu cầu các con nói. Ở bài tập nói này, các con hãy đọc kỹ những cụm từ để nói thành những câu có nghĩa. Bài tập số 2 là bài tập điền. Bài tập điền này cô yêu cầu các bạn quan sát tranh thật kỹ để lựa chọn vần cho thật chính xác để tạo thành những từ có nghĩa nhé các con. Sau khi các con làm xong, các con hãy nhờ bố mẹ kiểm tra lại và sau đó gửi cho cô xem để cô xem các con làm bài có tốt hay không để cô đánh giá cho các con nhé. Cô mến chào các con, hẹn gặp lại các con ở tiết học sau.